Bên đó mới là chủ. Bên đây em chỉ mua lại, em làm lại. Ngày trước là ngoài chợ bán 40-50 ngàn mà chắc giờ không tới đâu nhỉ. Nói cái này cầm đi. Rồi. Nhưng mà tài thấy bà con mình cũng khó khăn quá cho nên em trải ra tài bằng cái này bà con mình biết rồi đấy. À, quý ông bà cô bác mình ạ. À, hôm nay thiện qua bên suối tượng thì cắn còn chút sữa, chút kẹo. Lại gạt qua bên C3 đây thăm lại các cháu nhỏ một chút khi ra ạ. Thế các cháu nhỏ bên này cũng dễ thương lắm. À, quý bác ạ, hôm nay khán thấy ở bên này nước nó cũng khác rồi. À, có vẻ như có mưa rồi nước nó cũng không phải là nó dâng hẳn nhưng mà cái bãi cá nó cũng khác hơn nọ quý vị ạ. Đúng là mình đi ra các cái vùng ven hồ này thì địa hình về nhà cửa cơ động với quý vị hay là những làng bè nổi ấy, thì nó thay đổi liên tục quý vị ạ. Lúc nó nước rút thì người ta lại đưa ra xa theo nước, lúc mà nước nó dâng thì người ta lại đưa vào bờ chắn nước quý vị ạ. Thay đổi liên tục quý vị này, quý vị nhìn ở đây thấy nó cũng khác nọ nhiều quá. Đây quý vị ạ, đây là ngôi làng, quý vị nhìn có thể phát hiện đây là ngôi làng C3 đấy. Cắn đến thì được 3-4 lần rồi quý vị nhỉ. Nay cắn quay trở lại đây kiếm các cháu bé, giúp các cháu bé chúc quà. Ồ, này nước nó khác lắm quý vị ạ. Nước khác nhiều lắm quý vị ạ. Rất là khác luôn đấy quý vị ạ. Nay phát hiện ở đây có thêm đàn bò này quý vị này. Mùa nước này thì cỏ nó khác rồi, nó đen hơn rồi, cỏ nó đậm hơn rồi quý vị nhỉ. Khung cảnh thì vẫn đẹp nhưng mà người ta còn di chuyển nó thích ngày kia rồi, xa lắm quý vị ạ. Thích thành xa bờ ngoài kia luôn đấy. Các căn nhà lại di chuyển theo rồi. À quý vị ạ, hôm nay vô C3 thì có mới 1-2 tuần mình không vô mà mình đã thấy lại khác rồi quý vị nhỉ. Bên kia khán thấy nước rút xa bờ lắm rồi kìa. Nó cũng lại có những gốc cây giống như bên suối tượng luôn rồi. Hôm nay khán thấy có cái cảng cá chỗ này cũng di chuyển ra xa bờ lắm quý vị ạ. Mời quý vị cùng với Khánh đến thăm một tí xem như thế nào nhé. Đây, xa tích ngoài kia rồi quý vị. Đấy, xa lắm rồi quý vị ạ. Mình nước rút nhiều đến độ mà Khánh cảm giác giống như là sắp hết nước luôn rồi nhé. Ồ, cạn nước luôn đấy quý vị ạ. Ô, Đức Mẹ Núi Cúi đằng kia Huyền ở. Đấy. Ồ, thấy Đức Mẹ Núi Cúi luôn đấy quý vị ạ. Mãi trong C3 trong này đấy. À, đấy quý vị ạ. Không ngờ mà mãi trong khu vực C3 Mã Đà này đối diện với Hồ Trị An rồi mà mình vẫn nhìn thấy Đức Mẹ Núi Cúi quý vị ạ. Ở bên Đức Mẹ Núi Cúi mùa này nước rút thì có khu vực Bến Nôn cũng đẹp lắm. Anh hy vọng cũng có dịp để quay những cảnh đẹp ở Bến Nôn khi mùa nước rút quý vị nhé. Cánh đồng cỏ bát ngát luôn quý vị này, ăn tươi lắm. Khu này anh thấy cũng đông người đánh cá quá. Đây rút xa lắm, rất thì không có khu này đâu quý vị ạ. Bây giờ muốn tìm lại những cháu bé thân quen hôm bữa thì cũng không phải là dễ gặp rồi quý bác ạ. Lại tàn mát theo gia đình rồi. Thank you.
quý vị ạ, vừa rồi Khánh để quý vị xem chút Google Map ấy, thấy là mình là đâu bên này của Hồ Trị An rồi mà mình vẫn nhìn thấy tượng Đức Mẹ quý vị nhỉ. Mắt ở ngoài nhìn rõ hơn trong phim, trong điện thoại quý vị ạ. Quý vị thấy như vậy là tượng Đức Mẹ nhìn ở xa, rất là nhiều nơi chung quanh hồ đều có thể thấy Đức Mẹ, nếu mà không bị che chắn đồi núi quý vị, nếu mà chỉ lên trên hồ thì thấy Đức Mẹ hết đấy quý vị ạ. Hồ Ngôi Làng Cá ở đây hôm nay thấy lớn lớn quý vị này, để mình xem một tí nhá. Ở đây nó lòi là những gốc cây đã quá quý vị, biết bằng gỗ gì. Giờ này thì Khánh đến là buổi chiều rồi thì không có những người đi đánh cá mới quý vị ạ. Chỉ buổi sáng cơ, người ta đi làm sáng cỡ 10-11 giờ người ta về quý vị ạ. Có người làm 3-4 giờ sáng. Quý vị ạ, mỗi lần sẽ thấy mỗi khác. Hôm nay Khánh lại thấy khu vực bến này là bến khác không nọ. Bến này được thành lập do nước rút quý vị ạ. Đây quý vị nè, đấy khu vực cũng rộng lắm. Rất tiếc giống như lai cam của Khánh hết phim rồi, hết pin pin rồi quý vị, không sạc được. À chào. À hôm nay mình di chuyển ra tới đây luôn. À xa nhỉ, đi ra xa quá. Không, nước nó rút đi hiện ạ, nó rút phải đi theo để mua ấy. Đây, vậy là cảng quá có em gái quen hôm bữa quý vị nhá. Hôm nay em ra đây rồi. Ồ, khu này cũng đông quá quý vị. Đông gia đình. Mắm cũng được nhờ. À, mắm cá linh mà nãy mình coi trên sứ tượng họ làm ấy. Vừa đi đánh về hay đi mua về ăn? À đi mua về cá linh. Ờ cá rô phi đã quá hiền chẳng. Đây cá này mua được không em này, mua về trên xù không, cá rô phi to này này. Đấy lúc về hay nào. Đây quý vị, cá to. Đây một khu nữa quý vị này. Khu này, khu này lớn quá quý vị ạ. Thấy người ta tập trung vào đây sầm uất giống như là một cái làng chài ở ngoài biển đấy. À cá chép đã quá quý vị ơi. Ồ đây là khu vực cá chép, cá mè. Cá rô phi quý vị này. Cá mè có. Đây là cá chép quý vị ạ. Cá chép này mình làm gì chị? Làm chả cá hay gì đấy chị? Dạ. Cá chép này mình làm chả cá hay gì chị? Làm chả cá luôn. Bắt đầu tới mùa cá chép. To rồi hiện trạng. Đây quý vị xem. Đang làm cá. Mùa này nước giật cho nên có lẽ nhiều cá quý vị ạ. Khu này cũng sầm uất, mọi người đi đánh cá về quá quý vị này. Đây là chiếc thuyền đi mua quý vị ạ.
Đi mua với có thuyền to vậy. Phi to quá. Cá chép này chắc là say em ạ. Còn cá cườm kia thì cá nàng. À. Còn cá nàng có thì nhưng mà tùy theo loại cá. À, nhưng mà chả cá ngon nhất là cá nàng à ta hay cá chép ta? Cá lăng ấy hoàng chị. Không, chả cá ngon nhất là thác lác. À cá thác lác. Ờ đúng rồi. Nhưng mà cá đó mấy trăm ngàn tí. Ờ. Nếu mà làm chả. À. Còn cá này mình bán mấy chục ngàn thì phải làm cá này. Cá này với lại cá cườm thì cá nào ngon hơn ta? Cá nàng ấy. Tất nhiên rồi, cá đó ngon rồi, cá đó mắc tiền hơn mà. À, cá nàng mắc hơn hả? Ồ, cá chép phải hóa ra lại rẻ cơ. Cá chép hôm nay bao nhiêu một ký chị nhỉ? Mình mua ở đây này. À vậy ạ. Bên đó mới là chủ. À. Bên đây em chỉ mua lại, em làm lại. Ngày trước là ngoài chợ bán 40-50 ngàn mà chắc giờ không tới đâu nhỉ? Phải tới mùa. Ngoài chợ thì có thể nhưng mà ở đây thì rẻ. Vâng. Đây rẻ 20. 20 phòng chị. Ồ vậy thôi đấy. À, được cá rô phi cũng chỉ giá đó thôi chị đọc. À, cá phi có 15. Cứ hết nhiều cá thì cá lại rẻ thôi. Đấy vậy. Nó hết đi, nó vâng. Nó hiếm thì nó mắc. Ừ, đúng rồi. Đánh cá rô phi, cá mè, cá dinh. Mình đi từ mấy giờ chị? À, từ đêm qua mà bây giờ. Ủa mà bây giờ mới về à? Sao nhiều chiếc xuồng 10 giờ 11 giờ họ đã về mà anh chị về muộn về đấy. Về muộn thì đánh được nhiều hơn đúng không chị đào? Gọi là mình tăng ca hoặc. Mót, đánh thứ mót. À, đánh mót thì. Đánh không được thì mót hoài vậy đó. Dạ vâng. Chắc hôm nay chị cũng phải được 5-70 ký nhỉ. Tổng các loại cá luôn. Và đi từ 3-4 giờ sáng giờ là 4 giờ chiều tới nơi rồi. À, hôm nay con thấy bên này về nhiều này. Bên suối thượng thì lại không thấy. Và à vậy à ca. Vâng. À là vậy đấy. Vâng. Hàng chị bên suối thượng thấy vắng tanh à? Vâng. Sáng. À vâng. Như vậy là bên suối thượng là buổi sáng có nhiều quý vị ạ. Còn bên này buổi chiều. Có vẻ là cũng còn. Con nước, con bướm nữa. À. Ồ. Con một con ta vậy. À vâng. Thế mà chỉ để thôi. Vâng. Con bướm nữa. À. Cá trung bình đấy hoặc. Mà thế này mấy trong mùa này cá này nhiều. Đẹp quá. Tươi lắm quý vị ạ. Thì nó còn sống rồi mà nó tươi. Đó hai cái cọc đó. Chị bác thấy hôm nay mùa này nước nó rút nhiều lắm. Nhưng mà có điều bên khu vực cảng cá đánh cá đây thì có vẻ nhộn nhịp quý vị ạ. Cá về nhiều, nhộn nhịp lắm, hầu như ai cũng tranh thủ đi đánh cá chứ không nghỉ cái gì ạ. Tại mùa này có nhiều loại cá. Em biết anh em mình được tạ không anh? Nay anh em mình được tạ không? À vậy hả? Nay mình đánh được chắc cá phi là nhiều nhất đấy chẳng? Hay là cá mê cá? À cá chép hả? Ồ 30 ký cá chép luôn. Và với cá phi với cá dinh là ăn hay cá gì ăn? Cá phi. À. Ồ, cả cá lóc nữa. Ờ. À, đánh ở hồ này mà có cá lóc đánh được luôn. Ồ, hay giờ. Em được 30 ký cá chép, cá lóc rồi cá phi, cả cá lóc cũng được. Thank you.
hè này có vẻ đầm ấm đây. Cả gia đình đi mua cá. Mua tám là cái cá nè. Hai chiếc cá đế rồi. Cá hoàng đế. Rồi đó cũng có hoàng đế nhỏ. À, hoàng đế nhỏ. Cái lưới liền à? À nhưng mà cá lóc sao đánh được cặp nó khác à? Cái lưới nó càng à? Đánh cá lóc à? Nó có vậy thôi cơ? 200-300 ngàn thôi ăn. À chia ra 3 người đúng không anh chồng? À 4 người đi chung một chiếc ghe này thôi á cơ? Ồ vậy vui nhỉ. Là nước nó cạn ăn hay sao? À nước nó rút xong lưới nó dính vào các cái này kia đấy. À mà 4 người đi một chiếc xuồng vui nha. Quý vị ơi, quý vị nhìn này, nước nó rút ra nó lòi nhiều gốc cây quá, mình tưởng tượng như là nước hồ Trị An sắp sửa hết luôn rồi đấy quý vị ạ. Nước rút rất là xa bờ, lòi những gốc cây đâu quý vị này. Đi bộ chỗ đó được rồi đấy quý vị ạ. Trời ngã rồi. À trời đo ngã. Đây các cháu lại đến rồi quý vị ạ. Này cái màng chút sữa với chút kẹo cho các cháu. Đây quý vị ạ. Vào đây đi vào suối thượng có việc rồi mình gạt qua đây mình quay cá đi. Tặng chút quà cho các cháu. Trời mưa cho nên ướt. Hôm nay Khánh lấy quà của cô Anh Thư đến mua những cái đồ này, mua sữa với kẹo quý vị ạ. Mỗi em 2 cái kẹo với 1 hộp sữa nhá. Hộp sữa to to. À kệ không sao đâu, các cháu nó tự không lo, các cháu nó lấy yên gian đâu. Một cái hộp sữa. Rồi. Khánh cũng đang sợ thiếu tại này có trò gì kia. À mỗi em 2 cái kẹo 1 hộp sữa nha. Cứ vậy coi hết thiếu thì vậy lại cảm ơn nhá. Nhớ cảm ơn bà Anh Thư. Cảm ơn bà Anh Thư nhá. Đấy. Cảm ơn bà Anh Thư chưa? Cảm ơn bà Anh Thư đi con. À con giỏi. À đúng rồi, mình nói vậy. Bé này nó cười và cảm ơn nó cười. À cho em bé trước đi. Đây em bé tí này này. Đây con ơi. Rồi cho em 2 cái kẹo. Rồi cảm ơn đi.
mình bởi đậu luôn. À. Này 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 gái ơi con. Này béo hồng này con. Đây đây kẹo này con này cầm đi. Rồi. Không biết nữa, cũng còn nhiều, cũng còn nhiều đấy. Tính là đủ nhưng mà không biết nữa. Rồi. À kia rồi, tên là gì đấy con? Dạ con tên Ly. À Ly à? Đây Ly. Chị sẽ không gặp Ly, các bà Ly. À, không có quà này của bà Em Thư nhá. Rồi. Đây. À, đây cho bé. Đây. Cho bé đây. Coi bao nhiêu trẻ em. Ông này lớn. Ông này lớn. Chị nói chị mấy cháu mà. Chị này nhặt thôi. Đấy. Chị mấy đứa con. Đây cảm ơn bà Em Thư nhá. Rồi. Đây hai đứa tắt ra hai hai đứa mỗi đứa hộp. Đây con để con đây. Đây con này. Lâu vậy gái. Gái hơn rồi. Đây. À. Đây của con đây. À. Đây của con đây. À, em trai xin cho ai nữa đây. À đấy, con xin. À, đúng vậy. Con ai đây con? Em bé này. Nhìn này. Rồi. Con ai chưa được không? À, rồi. Nhiều lắm ấy. Này của con gái này. Đó còn ai đúng không? Còn đây, rồi. Đây, cháu đây với em con đây này. Đây cho hai hộp này. Đây. À. Còn ai chưa được không? Đây em nào chưa được. Đâu ai chưa được đến đây nào. Đây chị đây. Cô đấy cũng được luôn à, người đẹp này. Con được chưa? Chưa. Rồi đây của con có chưa? Có rồi. 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 Đây. Con đây. Đây bé đây luôn. Hai anh em nhá. À. Bé này chưa có phải không? Đây mỗi đứa. Đây của con đây. Cảm ơn cô. Con ai không? Con ai chưa được đến đây cô phát chưa nào? Con có chưa? À, con ai nữa không? Có chưa con? Đây đây của con đây. Rồi. Con đã có chưa? Đâu? Đây gì? Nhà ai đứa con đứa. Rồi đây. Đây còn ai nữa không? Đây à? Đây của con đây. Em quay. Em được chưa? Đây. Được chưa con? Em bé được chưa? Con lấy rồi gì? Rồi của em con đây. Rồi. Nói chuyện à? À hay quá. Nó bị mổ tim đó chú. À vậy à. Vâng. À rất kẹo đây à? Mổ tim đây nè. Đâu? À mổ tim bẩm sinh nè. À?
Ồ, bé mới sinh là đã mổ rồi à? Dạ. À, chưa biết nói chuyện cái gì ạ? Và bác cười. Không sợ. Vâng, không sợ. Chị ơi, chị còn con ở nhà. À, chị kia thấy chị bảo 8 người con rồi. Vậy á, thôi đưa chị đây nhá. À, thế chị kia. À, ở đấy, chứ đang lo là đến sau. Sợ đấy, thiếu đây. Úc Tì kia đang đây thì nó lại mò ra. Đây, Úc Tì dán đầu này có chưa con? Đây là cho nhỏ này nè chú. À, à rồi đến đây con, đến đây con, đến đây cô cho à, hai con vô luôn. Ừ. Đấy, hai con vô luôn. À ốm sốt à con, hết dám hết đầu kìa. À vừa chạy ra đi này con à. Rồi à, ừ, ngoan rồi đấy, đây của con luôn nha. À. Của con có chưa, con có chưa, con chưa có à? Trời ơi, tội nghiệp. Rồi, hết rồi đấy. Rồi. Rồi, con em mày đúng không? Ồ. Còn gì nữa kìa, còn mỗi kẹo này. Kẹo. Còn 2, 4, 6. Để cho con 4, à, còn con này có không? Đây đây. Chưa. Đây, hai em chưa có này. Thôi rồi, mỗi đứa 3 cái kẹo nhá. Rồi. Rồi. Trời ơi, con ơi, có đứa nhỏ xung quanh con kìa. Có phải nghe chị là cô dọ nhà không biết nha. Đập gì à? Cái lần phát thải đây thì không có. Chú này có mà không là con dài đâu. Mày vô đó đó là con dài. Em đó là em đâu có được đâu. Tiên vô đây thì đó. Đó có ra vậy không vô mắt lần đâu con. Vậy bây giờ làm sao ta? Ai được thì mình đứng qua đây nhé. Còn ai không được mình chắn xong thôi, lỡ người phát thì không cũng ngại. Ồ vậy. À, ăn thông cảm nhé, lần sau nhé. Hết phần ăn rồi. À, quý vị ạ, à, đến đây thì thôi cũng giúp bà con tí. Tại lâu lâu mới có dịp mình vô đây ấy quý vị. Nhưng mà thực sự là hôm nay Khánh đi giúp bên suối tượng. Rồi đi bên này nữa cho nên cái lượng tiền mang theo cũng hết rồi quý vị ạ. Hôm nay thôi quyết định giúp trong này tính là được có 11 người nữa thôi quý vị ạ. Nhiều lắm nhưng mà thôi khánh hết tiền trong túi ấy quý vị. Tiền ở nhà có nhưng mà mang đi được có vậy, còn có vậy là hết tiền luôn. Còn có 20-30 ngàn về xăng, đổ xăng về quý vị ạ. Thôi mình có bao nhiêu mình giúp vậy quý vị nhá. Thế thì bà con mình cứ đứng im đấy ạ. Bà con mình, vâng. Đây, không phải vậy là được nhá. Cái này phải tỉ hơn. Rồi. À. Rồi vậy thôi thì bà con mình thông cảm nhá. Dạ. Giúp như hết thì không có điều kiện mà vô nay, hôm nay là tính cho kẹo bánh với các cháu bé thôi. Dạ. Nhưng mà tại thấy bà con mình cũng khó khăn quá cho nên em cả gia tài còn có thằng này bà con mình biết rồi đấy. Thôi giúp mỗi người 300 thì có 11 gia đình được thôi nhá. Dạ. Bà cụ này có được không? Không biết được không? À, chưa đếm đúng không? Dạ, bà cụ đếm nhớ, nhớ cho em, nhớ cho em. Đấy, khổ vậy thì bà chờ con tí nhá. Để con coi cái đây, con giúp bác đây nha. Mình cảm ơn gia đình chú Hùng ở bên Hà Lan nhá. Dạ, mình cảm ơn gia đình chú Hùng ấy ạ. Đây, bác rồi. Vâng, thôi bà con thông cảm, ai không có thì trừ khi cho mượn đi rồi phát tiếp.
Rồi, đây chị. Và cảm ơn chú Hùng nha. À, chú Hùng Hà Lan, chú Bảy Khánh. Rồi, đây. Và chú Hùng ấy. Rồi, đấy, từ từ để con coi có tiền trăm không. Đây là hết gia tài của quay phim rồi. À, bà này có được không? Được, được luôn. À, được đúng không? Rồi, đây. Từ từ em không, đừng em, đừng em, đừng. Hết tiền thật mà. Đây em này. Hết tiền thật luôn ấy. Cho 200 cũng được nữa. Không. À, còn đây. À, đây hai người đây phải không? Ờ, à, còn có bốn người thôi. Không, hai người đây nè. Hai người đây hứa cho rồi chia nhau này, mỗi người 300. Không có đếm nữa, chừng đủ thì chú bị nè, không có đếm thì đếm mà. Đếm 11 người mà. Chị này có đếm không? Đây nè, đếm mà. Đếm mà. Đếm rồi. Và đếm nè mà bây giờ đó bà có đổi cho bà này hai người đi. À vậy nha. Là hết này là hết nha. À, là hết rồi, thông cảm vậy. Này, chị ơi, chị với cô này. Chị ba chị tư. À, mình cảm ơn chú Hùng đi chị nhá. Cảm ơn. Dạ dạ. Thông cảm, ông nhã chia ra có 100 thì ít quá. À, mình không có thành. Vâng, hơi con nhớ bà lần sau con kiếm. Với anh đây con nhớ lần sau con kiếm nha. Thì con mày biển rồi kiếm gì nữa. Không có mà. Nhưng hôm nay đến kiếm ông cụ mà ông thấy ông cụ thì chịu. Ăn cũng đâu có được khoảng ăn. À, tại hết tiền rồi, không còn đồng nào ở trong ví. Mang đi mười mấy triệu mà tại giúp bên kia nhiều rồi. Hôm qua đây hết tiền luôn đấy. Rồi, vậy nha con nha. À. Rồi, tắt thì. Đây, cô này chưa có đúng không? À, mà coi nào, cô này thì có răng vàng thì mắc tiền rồi. Vàng này 60. Còn hai cô này cũng nhìn mặc đẹp quá này. Vâng, thôi để có dịp nữa em lại vô đấy. Vâng, chắc chắn phải vô thăm bà con, tại thấy bà con khó khăn quá. Vô mấy em ở nhà. Cảm ơn ông bà Anh Thư, nói đi. Rồi, cảm ơn ông bà Hùng. À, rồi vậy nhá. Chào anh nhá. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Rồi, quý bác ạ. Hôm nay vậy là tour hành trình vợ chồng Khánh cũng mang được rất là nhiều quà của quý anh nhân đến với những người khó khăn đấy quý vị. Những người chủ yếu là ngôi làng C3 rồi ngôi làng Suối Tượng ấy. Những người chủ yếu bên Campuchia về quý vị thấy họ cũng khó khăn nhiều lắm. Hy vọng là có dịp nào đó Khánh sẽ lại gom gom của quý anh nhân để Khánh mang vào, Khánh giúp đồng bào trong này một chút, đồng bào ở trong C3 này này. À, nhiều người mới về hơn, còn bên Suối Tượng thì lại có những người khó khăn kiểu khác quý vị ạ. Hắn cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác và quý vị. Hắn chúc quý vị có một buổi chiều và cũng như ngày mới luôn bình an, mạnh khỏe và vui vẻ. Bây giờ vợ chồng hắn sẽ lên đường kiếm cái gì ăn một chút. Bây giờ là 5 giờ chiều quý vị ạ. Và đồng thời cũng trên đường về, hắn chúc mọi người bình an và hắn cũng mong vợ chồng được lên đường về bình an quý vị ạ. Hắn cảm ơn tất cả, hắn xin chào.